Xin chào các bạn, mình là Sasuke Anime đây. Mình rất vui khi được các bạn xem, tương tác với video của mình. Mỗi lượt xem, tương tác chính là động lực để mình tiếp tục làm video. Mình mong các bạn tiếp tục ủng hộ kênh của mình nhé. Đây là ma vương Bowser độc ác nhất thế giới. Hắn cùng đội quân của mình đã chinh phạt hơn 30 quốc gia lần này. Nơi mà Bowser muốn đánh chiếm chính là Bắc Hải băng cung của chim cánh cụt. Nhưng vua cánh cụt cũng không dễ bắt nạt. Nó nói nếu quỷ vương rùa không rút quân thì sẽ tét cho mày xương đít. Đúng là không biết lượng sức, quỷ vương chỉ cười nhạt rồi ra hiệu cho thằng đệ làm phép. Đội quân cánh cụt lập tức bị ném bay sang một bên. Không còn vật cản đường, quỷ vương rùa nhẹ nhàng phun lửa một cái. Chưa tới 5 phút sau, cung điện băng bất khả xâm phạm của chim cánh cụt đã bị làm tan chảy, để lộ ra một vầng hào quang chói lóa nằm sâu bên trong. Thằng đàn em pháp sư hiểu ý liền làm phép lập cầu thang cho quỷ vương bước đến vầng ánh sáng. Thứ nằm trong cái hộp chấm hỏi này chính là ngôi sao vô địch, có được nó cũng chính là có được thiên hạ. Quỷ vương rùa cười ha ha. Giờ thì hắn đã hoàn toàn tự tin bản thân mình chính là tồn tại mạnh nhất. Ở một diễn biến khác, ta có hai anh em thợ sửa ống nước may mắn người Ý, anh trai màu xanh là Luigi và em trai màu đỏ là Mario, bọn họ đều là những tay sửa ống nước chuyên nghiệp. Có bị hỏng cỡ nào cũng cân được hết, mà giá chỉ rẻ bằng một nửa thị trường. Thế nên cả hai làm ăn rất được, ngày nào cũng có khách. Tuy nhiên bây giờ vua của mọi nghề thì chỉ có làm IT, công việc của hai người lại không được xã hội và gia đình đánh giá cao. Bởi vì làm thì cực mà giàu thì không nổi. Nhưng dù là vậy, bọn họ vẫn rất yêu công việc của mình. Cho đến ngày hôm nay, hai anh em nhận được một ca sửa ống nước khó vãi linh hồn. Bởi vì chị chủ nhà đã không được xinh đẹp mà còn nuôi một con chó, mà con chó này thù cực kỳ dai. Chỉ vì Luigi lỡ dẫm phải cục xương của nó mà nó nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống luôn, dọa cho Luigi sợ muốn đái ra quần. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai anh em vừa sửa ống nước xong đã bị con chó chặn cửa đón đầu. Chỉ thấy nó dùng một chân khóa trái cửa, sau đó phóng thẳng đến trộn gỏi hai người luôn. Luigi hiền lành chỉ có thể núp lùm, Mario thì tự tin hơn nên rủ con chó qua đánh tay bo. Cuối cùng thành công nhốt nó vào nhà tắm. Nhưng không ngờ một sự kiện hy hữu đã xảy ra, nước từ bốn phương tám hướng không ngừng phun trào. Hai anh em cố gắng bịt hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng cũng không bịt được vòi trong nhà tắm. Con chó cũng theo mực nước dâng cao mà thoát được ra ngoài. Nó nhìn hai anh em một cách lạnh lẽo sau đó vồ đến, ai ngờ hụt nên lọt ra khỏi cửa sổ. Cũng may là hai người nhanh tay cầm cây thông bồn cầu kịp thời cứu lấy em nó. Tuy nhiên cái cảnh tượng chết tiệt này cũng bị chủ nhà bắt quả tang. Thế là nhờ chuyến đi lần này mà cả hai nhận được đánh giá một sao. Đang buồn mà gia đình khi ăn cơm còn cà khịa. Nói công việc của hai người đúng là không có tương lai khiến Mario đã chán cần thêm chán. Anh bực bội rời bàn ăn trở về phòng xem TV cho đỡ trầm cảm. Nào ngờ lại vô tình xem được tin, cả thành phố Norlin đang bị mạch nước ngầm nhấn chìm. Nếu không có người đến sửa chữa thì chưa đến một giờ nữa Mỹ sẽ thất thủ. Mario biết đây chính là cơ hội để chứng tỏ bản thân nên không nhiều lời mặc kéo anh trai đến hiện trường. Tình hình hiện tại đã vô cùng xấu, nước ngập như chưa từng được ngập. Nhưng Mario vẫn rất tự tin, anh cùng Luigi không chút do dự đi sâu xuống lòng cống nhưng còn chưa tìm ra được lỗ hổng, thì Luigi trong chớp mắt đã bị ống cống hút đi mất tích. Mario đi tìm anh trai ai ngờ chỉ thấy mỗi cái cờ lê, tiến đến nhặt cờ lê lên thì cũng bị hút theo luôn. Bên trong lực hút kỳ bí, Mario gặp lại Luigi. Chỉ cần ta bên nhau thì không có gì phải sợ hết. Vừa dứt câu thì cả hai cũng bị lực hút chia rẽ mỗi người một hướng. Mario bị chuyển đến thế giới nấm tươi đẹp và may mắn gặp được Tốt, một cây nấm siêu cấp đáng yêu. Nó không hề có ác ý, thậm chí còn tường tận giải thích cho Mario về mọi thứ. Đầu tiên, anh trai Luigi của anh rất có khả năng bị chuyển đến thế giới hắc ám. Đó là địa phận của chúa quỷ. Lành ít dữ nhiều. Điều thứ hai, nơi này chính là vương quốc nấm. Được cai trị và dẫn dắt bởi công chúa Peach. Tốt sẽ dẫn Mario đi diện kiến công chúa, khi đó Mario sẽ biết mọi thứ mình cần. Đúng như lời Tốt, Luigi hiện tại đang ở vương quốc của chúa quỷ. Nơi này trông đáng sợ vãi linh hồn. Mới đi được 3 bước Luigi đã đụng phải lính của quỷ rùa. Chúng dọa sợ muốn ẻ trong quần. Bản tính Luigi vốn hiền lành nên rất nhanh anh đã bị bắt làm tù binh. Chúng quyết định áp giải anh đến cho vua quỷ tính tiền. Cùng lúc đó Mario đã đến được cung điện của công chúa Peach. Lần đầu tiên gặp được một con người, công chúa vô cùng bất ngờ. Mario cũng giải thích lý do bản thân đến đây. Chính là muốn nhờ công chúa giúp mình tìm anh trai Luigi, người mà rất có khả năng đang bị lạc ở vùng đất hắc ám. Công chúa rất sẵn lòng giúp đỡ vì hiện tại vương quốc nấm của cô cũng đang bị quỷ rùa nhắm đến. Nếu có thêm đồng minh thì đây cũng là chuyện tốt, nhưng cũng phải xem thực lực của Mario đến đâu cái đã. Trước tiên công chúa dẫn Mario đến nơi luyện tập, chính là hàng loạt các thử thách trong game Mario. Công chúa mở màn cho Mario xem trước. Chỉ thấy cô mất chưa đến 10 phút đã nhuẩn nhuyễn vượt qua hết các thử khách, cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào cờ vạch đích tiếp đất an toàn khiến Mario phải trố mắt nhìn không khép được mồm luôn. Tiếp đó, công chúa gõ nhẹ một cái vào hộp chấm hỏi, lấy ra một cây nấm phóng đại đưa cho Mario. Tuy Mario ghét nấm nhưng muốn cứu anh trai thì ráng mà tặng vô đi vô.
đi bởi nó sẽ cho anh sức mạnh cơ thể gấp 5 lần đó. Có được sức mạnh, Mario cũng không nhiều lời mà bắt đầu luyện tập. Chỉ có điều chưa được 5 giây đã trở về vạch xuất phát. Lúc này công chúa cũng giải thích thêm, nếu bị chịu tổn thương thì nấm sẽ mất đi tác dụng. Nói xong, công chúa lại đưa cho anh một cây nấm khác, Mario tiếp tục ăn vào rồi lại tiếp tục thử sức. Cứ như vậy lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, từ ban ngày cho đến ban đêm. Dưới sự nỗ lực không ngừng của anh, cuối cùng Mario đã có thể hoàn thành thử thách đến 99%. Nhưng vì một giây, nhìn gái mà anh đã tạch. Tuy nhiên nỗ lực như vậy là rất đáng kinh ngạc, tạm chấp nhận được. Nhưng muốn cứu được anh trai của Mario thì hai người vẫn phải cần thêm sự giúp đỡ. Bọn họ quyết định sẽ đến Vương quốc Khỉ để mượn thêm minh lực. Nhưng vua chỉ không tin vào thực lực của Mario. Nếu Mario có thể đánh bại được con trai mạnh nhất của vua Khỉ, thì ông ta mới đồng ý giúp hai người tấn công vùng đất hắc ám. Vì anh trai mình, Mario không chút do dự đồng ý luôn. Nên rất nhanh một trận đấu tay bo giữa Mario và con trai vua Khỉ đã bắt đầu. Dưới sự chứng kiến của rất nhiều người, con trai vua Khỉ là Donkey, anh ta vô cùng kiêu ngạo cho rằng Mario sẽ thua trong vòng 5 phút. Nhưng Mario không sợ hãi chút nào xông vào múc luôn, kết quả liền bị đi cây đè dập xuống đất và liên hoàn. Cuối cùng một cước bay xa, Mario chật vật đứng dậy. Lần này anh không vội vàng tấn công mà né đòn, mục đích chính là lấy được cây nấm chấm hỏi bên trên. Có nấm trong tay, Mario cho thẳng vào mồm. Nhưng nấm này không phải tăng thể lực mà là thu nhỏ cơ thể. Thôi pha này thì ăn cứt rồi, Mario muốn hải quay xe nhưng Donkey nào dễ bỏ qua như vậy. Kết quả lần này chỉ một cái búng tay, Mario đã phải chịu sát thương gấp mấy chục lần. Donkey cũng không dừng lại mà liên tục ra đòn, đánh cho Mario ba má nhận không ra. Cuối cùng bồi thêm một cú cực mạnh, làm cho Mario bay lên tận trời cao, nhưng vào giây phút anh muốn gục ngã thì công chúa đã nhắc nhở anh để ý trước mặt. Mario hoàn hồn cố gắng bám vào vách đá, nhặt lấy hộp quả chấm hỏi thứ hai. Lần này chính là sức mạnh của mèo khiến Donkey cười ỉa. Một con mèo thì có thể làm ăn được gì cơ chứ, nhưng không ngờ hiện tại đòn tấn công của Donkey toàn bộ đều bị Mario né tránh dễ dàng. Với tốc độ thần thánh cùng bộ móng vuốt của loài mèo, Mario phản công khiến Donkey liên tục ăn hành nằm xà lãi tại chỗ. Mario chớp lấy cơ hội này nhảy lên không trung, tung một đòn chí mạng khiến Donkey gần như là mất đi khả năng chiến đấu. Cuối cùng lảo đảo tự mình ngã xuống vực sâu, nhưng Mario lựa chọn cứu anh ta và chiến thắng một cách thuyết phục. Cứ như vậy, Mario đã có được công nhận của vua Khỉ. Ông quyết định sẽ cùng đội quân của mình giúp Mario tấn công lục địa hắc ám. Cùng lúc đó, tại lục địa hắc ám, Quỷ Vương Rùa cũng hay tin binh đoàn Mario đang đến gần. Nhưng hắn không tức giận vì bị tấn công, mà tức giận vì công chúa Pig đang ở bên một người đàn ông khác. Hóa ra thằng cha này đã yêu thầm công chúa từ lâu, ngôi sao bất tử hắn cướp được ở đầu phim, cũng là vật phẩm hắn muốn dùng để làm quà cưới công chúa. Nhưng công chúa giờ lại đang ở bên một thằng khác. Đúng là cay vờ nờ. Vừa hay, Luigi anh trai của Mario cũng được áp giải vào cung điện. Chưa đánh ghen được Mario nên hắn bắt Luigi lên tra tấn vô cùng dã man. Nhổ hẳn của anh ta hai cọng râu rồi cho thuộc hạ giam Luigi vào tù địa ngục. Nói là tù địa ngục là bởi vì nơi này không có lối thoát, chờ đợi tù nhân ở nơi này chính là cái chết trong dung nham vô cùng kinh khủng. Và đó cũng là lời mà sinh vật chết tiệt này nói khiến anh em tù nhân xung quanh vô cùng trầm cảm. Trở lại với Mario, khi này anh ta đã được cung cấp cả một đội quân khỉ, đi kèm còn có xe đua hơi bị chiến, nhưng chiến nhất phải là chiếc của tốt, to vãi cả to luôn. Bọn họ hừng hực khí thế phóng thẳng đến lục nghĩa hắc ám, nhưng chưa tới nơi đã bị đội quân của Quỷ Vương Rùa tập kích. Chúng cũng có siêu xe, hơn nữa còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đặc biệt là chiếc cạp cạp này, nó còn có trang bị tên lửa. Bắn phát làm xe của Mario nổ banh sắc luôn, nhưng Mario dù gì cũng từng được huấn luyện. Anh nhanh chóng bắt nạt mấy thằng lính mini, sau đó cướp xe luôn. Cơ mà thằng lái chiếc cạp cạp vẫn cứ đuổi theo không dứt. Ở bên này, công chúa cũng bị hai thằng kẹp nách. Nhưng mấy thằng này hơi non nên bị cô tạt đầu cho ngã sấp mặt. Viên đạn nổ cũng vô tình phóng ra khiến một phần lục địa rơi xuống con đường cầu vồng. Hại cho tốt rơi miệng nó xuống dưới. Công chúa thấy vậy thì bật dù quán cà phê cóc lên, thành công bay đến cứu em nó như phim Ấn Độ. Trong khi đó Mario đã bị thằng cạp cạp bắt được, nhưng anh lươn lẹo né được sang một bên. Rồi bất ngờ giẫm đầu cạp cạp. Cuối cùng bấm vào xe của Donkey phía sau. Donkey cũng phối hợp bắn tên lửa, cho cạp cạp thành rùa nướng nghĩa luôn. Cơ mà thằng này lì vờ cờ lờ, trước khi chết nó còn bật lên chế độ tự hủy. Sau đó phóng thẳng đến Mario cho anh và Donkey cùng con đường nổ tung. Cả hai rơi xuống, con đường cũng không còn. Trận chiến còn chưa bắt đầu đã không còn hai chủ lực, binh đoàn khỉ như rắn mất đầu. Rất nhanh đã bị lính rùa bắt hết. Công chúa biết không thể tiếp tục đành phải quay xe trở lại vương quốc. Quỷ vương ở trên cao vô cùng đắc ý. Cứ như thế này thì ngày hắn thống trị thế giới đã không còn xa nữa. Khi này Mario cùng Donkey đã rơi xuống đại dương, sau đó cả hai bị cá voi xanh ăn mất tiêu luôn. May sao là nó nuốt luôn cả chiếc siêu xe. Trên đó vẫn còn quả tên lửa, chỉ nghe thấy bùng một tiếng, cá voi xanh bất lực chỉ có thể phun hai người ra ngoài. Về phần của công chúa, khi trở về vương quốc nấm, cô không chút hoảng loạn vác theo cây hàng nóng. Sẵn sàng chơi khô máu với quỷ vương đang đến gần. Nhưng hắn không muốn tổn thương cô, ngược lại còn tặng cho cô ngôi sao vô địch. Hy vọng em nhận lấy nó và làm vợ của anh.
công chúa chê, có chết cũng không chịu. Thế là quỷ vương chơi bẩn tra tấn tốt. Công chúa bất lực, ngoài mặt chỉ có thể đồng ý làm vợ hắn ta. Có được câu này của công chúa, quỷ vương lập tức tổ chức hôn lễ ngay và luôn. Trong lễ cưới thằng trả còn độc ác cho thả tù nhân vào biển lửa, để ăn mừng khiến công chúa vô cùng bất mãn. Thế là cô éo cưới hỏi gì nữa mà lấy ra hoa băng. Trực tiếp trở thành pháp sư băng tuyết. Sau đó lộn mèo một cái dưới rồi bất ngờ trọi phép hóa đông quỷ vương lạnh, như cục thịt đá luôn. Cuối cùng cũng không quên dừng chốt hạ để cứu mạng tù nhân. Nhưng giờ không phải lúc để ăn mừng, bởi vì đám lâu la của quỷ vương vẫn còn đó. Ở bên này, Mario và Donkey cũng đang tức tốc trở về. Họ hạ cánh vừa đẹp ngay bãi hộp quà chấm hỏi mà đám rùa đang thu gom. Hai người nhìn nhau không hẹn mà cùng xông lên. Mario lụm được nấm khổng lồ còn Donkey lại được hoa lừa. Cứ thế họ đánh cho đám tôm tép không trượt phát nào. Bị thương thì lại ăn hộp quà. Lần này Mario thành gấu mèo, có được khả năng bay luôn. Mặt khác, công chúa ở bên này đã đến giới hạn. Số lượng đám lâu là quá đông, cả xích chốt tù nhân cũng đã có dấu hiệu buông lỏng. Luigi ở dưới cùng dung nham bắt đầu dâng cao khiến anh vô cùng chật vật. May mà Donkey về kịp, thành công cứu lấy mọi người. Nhưng Luigi đã không chịu nổi mà rơi xuống. Bỗng vèo một cái, Mario đến rồi. Luigi gặp lại em trai. Tất cả mọi người cũng hội ngộ vô cùng vui sướng. Nhưng quỷ vương nhìn thấy cảnh này lại giận đến bùng nổ. Hắn lập tức giã đông rồi ra lệnh cho tên lửa hủy diệt tất cả. Mario ý thức được nguy hiểm, liền bay theo dụ nó đi chỗ khác nhưng vô dụng. Thế là anh trà đít vào mắt tên lửa. Hành động này tuy không có sát thương nhưng tính sỉ nhục rất lớn. Tên lửa không thể không chuyển mục tiêu sang Mario, dí anh chạy muốn tụt quần. Trên đường bay, Mario nhìn thấy ống nước chuyển giao giữa hai thế giới. Liền cú lừa tên lửa khiến nó đâm vào. Lỗ hút khủng bố lập tức đưa tên lửa vào không gian giao thoa, tạo thành một vụ nổ kinh thiên động địa. Thế giới giao thoa phát nổ, khuếch đại lực hút ra bên ngoài, kéo tất cả mọi người sang bên kia thế giới. Mario ở gần nhất nên trở về đầu tiên, tiếp đó chính là cả lục địa hắc ám. Ngôi sao vô địch cùng quỷ vương cũng có mặt. Mario biết cửa thắng duy nhất là ngôi sao nên chạy lại tính cướp. Ai ngờ bị quỷ vương chặn đầu. Hắn ghét Mario vô cùng, nên tung một đấm cho anh bay dính vào xe. Tiếp đó lại lật tung xe lên khiến anh tí đi chầu ông bà. Mario bò lết vật vã đứng dậy lại bị quật một phát chí mạng. Nhưng Mario không thể lùi bước, mọi người, bạn bè của anh đều đang gặp nguy hiểm. Anh lại lần nữa đối mặt với quỷ vương, lần này hắn bực mình thật dối nên muốn nướng Mario luôn. Không ngờ Luigi nhút nhát lại kịp thời chặn lấy một đòn chí mạng này. Tiếp đó, hai anh em cùng nhau lao đến ngôi sao vô địch, thành công hack game trở thành tồn tại mạnh nhất, cộng thêm hào quang nhân vật chính. Cả hai phối hợp đánh quỷ vương như con chó rách khiến hắn vô cùng trầm cảm. Bố mẹ của hai anh em chứng kiến cảnh tượng này trong lòng tràn ngập hãnh diện. Cuối cùng quỷ vương cũng bất lực trước sức mạnh của hai, cứ thế quỷ vương bị ném lên không trung, rồi lại bị một lần ăn hai đấm khủng bố. Cuối cùng chính là hai cước hủy diệt, trực tiếp cho quỷ vương nằm gục tại chỗ. Xin tha cho em biết lỗi rồi. Nhưng họ có ngu đâu mà tha, công chúa tọng nấm thu nhỏ vào họng quỷ vương, biến hắn thành rùa mini rồi nhốt thẳng vào lọ thủy tinh. Thành phố cũng yên ổn trở lại, cha mẹ của hai anh em cũng chạy đến tự hào ôm lấy hai người. Cả thành phố cũng xem bọn họ như người hùng. Phần này đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn đừng quên bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của bọn mình nhé.